giáo sư đại học top đầu châu á để đứa trẻ trở nên ưu tú không khó nếu cha mẹ biết áp dụng ba lỏng và hai nghiêm đằng sau những đứa trẻ xuất sắc là những bậc cha mẹ có tầm nhìn sâu rộng cha mẹ là những người thầy khai sáng thực sự cho trẻ và giáo dục tốt trong gia đình đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ tuy nhiên cha mẹ cần phải chú ý đến phương pháp giáo dục con cái bởi nếu không có thể gây phản tác dụng cách giáo dục gia đình không khoa học thậm chí có thể khiến những đứa trẻ đi chệch hướng không thể cứu vãn Ông Giang Kai Yigun, nhà sử học nổi tiếng, nhà giáo dục, giáo sư cao cấp tại Đại học Sư phạm Trung Quốc, từng đưa ra quan điểm giáo dục trong gia đình như sau. Các bậc cha mẹ cần ghi nhớ nguyên tắc ba lòng và hai nghiêm để giúp con phát triển toàn diện, chẳng sợ bão rông cuộc đời. Ba điều cha mẹ cần thoải mái đối với con. Một, nới lỏng trước sự thất bại. Người xưa đã từng nói, thất bại là mẹ của thành công, ai cũng trải qua thất bại mới đạt được thành tựu ngọt ngào. Ngay cả các nhà khoa học cũng phải trải qua vô số thí nghiệm thất bại mới đạt được thành công. Huống chi là những đứa trẻ còn đang loay hoay trên đường đời. Không ai có thể đạt được điều gì đó trong một sớm, một chiều và không có đứa trẻ nào trưởng thành mà không qua những vấp ngã bầm dập. Cha mẹ không cần quá lo lắng về những thất bại của con, cũng đừng đổ lỗi cho trẻ. Bởi trẻ có thể rất khó chịu, mặc cảm, gian vặt bản thân trước những thất bại. Thay vì nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả, cha mẹ nên dạy con thư giãn trước thất bại. Mọi sự cố gắng chưa chắc đã được đền đáp. Đây là câu trả lời phũ phàng nhưng thực tế. Tốt nhất những lúc như vậy, các bậc phụ huynh nên bình tĩnh, bao dung và dành một khoảng không gian để giúp con bình tâm. 2. Nới lỏng trong việc đánh giá Trong quá trình khôn lớn, trẻ tất yếu phải hiểu các nguyên tắc giao tiếp giữa các cá nhân, ứng xử với mọi người xung quanh và tất yếu phải chấp nhận sự đánh giá của người khác. Bất kể khen hay chê, đó là sự gột rửa tâm trí cho trẻ. Nếu sức chịu đựng tâm lý của trẻ không tốt hoặc trẻ quá quan tâm đến ý kiến của người khác, điều này chắc chắn tạo nên gông cùng nặng nề cho tâm trí. Lúc này cha mẹ hãy nói với trẻ, đừng tự dán nhãn cho mình, người duy nhất có thể quyết định tương lai là chính bản thân. Việc trao dồi khả năng phân biệt của trẻ và nhấn mạnh việc hình thành nhận thức về bản thân có thể giảm thiểu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đối với bản thân một cách hiệu quả, đồng thời cho phép trẻ tập trung vào bản thân và toàn tâm toàn ý làm việc của mình. 3. Nới lỏng trước quyền tự do của trẻ Thực tế, việc cho trẻ tự do mới là nguyên tắc nuôi dạy con thông minh được đánh giá rất cao hiện nay. Cha mẹ cần cho trẻ không gian và tự do hoạt động, đừng mãi theo dõi và quát mắng bé như đừng trèo lên đó hay đừng động vào đó. Con không được phép làm điều này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ để trẻ được tự do 100%. Thay vào đó, cha mẹ chỉ cần để trẻ vui chơi dưới sự kiểm soát của bạn. Làm như thế sẽ giúp trẻ trở nên tự tin và kiên trì hơn, cố gắng theo đuổi mọi thứ mà trẻ muốn. Hai điều cha mẹ cần nghiêm khắc, tuyệt đối không lung lay. Một, nghiêm khắc với mục tiêu. Chỉ có mục tiêu rõ ràng mới đóng vai trò định hướng hiệu quả. Nếu trẻ không biết mình sẽ làm gì tiếp theo thì làm sao có tinh thần dũng cảm chiến đấu. Chính vì thế, cha mẹ cần cùng con thảo luận về sở thích, sở trường, hướng phát triển. Hãy tìm hiểu những môn con hứng thú, chuyên ngành con yêu thích. Dạy trẻ đặt mục tiêu để trẻ từng bước hiểu rõ bản thân, từ đó chinh phục ước mơ trong tương lai. Chỉ bằng cách này, cha mẹ mới có thể không bỏ lỡ cơ hội hỗ trợ con phát triển. Hai. Nghiêm khắc với việc thực thi khi đứa trẻ xác lập mục tiêu, có thể sau đó trẻ không thực hiện ngay, tìm cách trì hoãn. Đa số những đứa trẻ chỉ dựa hào hứng, hăng hái trong vài phút đầu, gặp thất bại sẽ có nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng. Trì hoãn là đặc điểm của nhiều đứa trẻ, chúng chỉ thực hiện khi bị bắt buộc phải làm. Chính vì thế, cha mẹ cần cải thiện thói quen xấu này và tăng cường khả năng hoạt động cho trẻ.